Xin chào các bạn, hôm nay thì mình có thấy một con phượng hoàng ở ngoài nó bay lại. Thì giờ mình thử mình đặt bẫy coi nó có dính không ha. Rồi, bắt đầu. Mình sẽ lấy cái này làm mồi nha. Đây, sâu kia. Ok, chờ nhé. Hay quá các bạn ơi. Quá đẹp quá ha, đuôi cực kỳ dài luôn nha. Phượng hoàng này là loài ăn thịt nha các bạn, cho nên là nó cắn rất là đau. Ok, để tiễn em nói gì với đội rồi. Đẹp quá. Nè các bạn, đuôi cực kỳ dài luôn ha, mỏ rất là đẹp. Rồi, ok, thì video của mình tới đây thì cũng hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Nếu thấy hay thì hãy like, subscribe cho mình nhé.